các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo của Nguyễn Đồng. Thì video đó trước tôi đã nói rằng là tôi sẽ bỏ ra 500k để đi xuống cái quán tạp hóa ở cổng trường tôi, cổng trường cấp 2 mà ngày xưa tôi đã từng học các bạn nhá. Và đây chính là một tờ 500k. Hôm nay tôi sẽ mang tờ 500k này xuống để tôi xuống tôi mua, tôi ôn lại những cái trò chơi tuổi thơ, xem hiện tại là dưới quán đấy còn những cái trò chơi nào các bạn nhá. Ok, bây giờ không linh tinh lên phép nữa, chúng ta sẽ đi xuống để mua tất cả quán ấy luôn nhá. Ok, let's go. Đây các bạn nhá, đây là cái quán cấp 2 mà hồi xưa mà tôi học ở cổng trường đây nè. Các bạn xem này, rất là nhiều những món đồ chơi tuổi thơ nhá. Rất là nhiều luôn. Vừa món đồ chơi vừa món ăn các bạn nhá. Đây, cho các bạn đi qua một vòng. Đó, các bạn nhìn chưa? Rất là nhiều luôn nhá. Ok, bây giờ tôi sẽ mua nào. Đầu tiên là tôi sẽ mua đây, mua mấy cái súng ống này. Rất là nhiều luôn các bạn nhá. Để xem 500k sẽ mua được bao nhiêu món các bạn nhá. Cho cháu lấy cái đi laser màu xanh lá đi. Rồi, đây lấy cháu một hộp móng tay luôn. Màu đỏ đi, màu đỏ cho nó rực rỡ. Ha, à, đây cái quạt này, quạt cầm tay hay chạy pin các bạn này. Đó, thế nào. Đây, lấy luôn một cái nhá. Rất là nhiều món đồ chơi các bạn ạ. Cái này là cái vòng, vòng gì đây ta, nó so à. Đấy. Cái này là cái gì đây ta. Lấy luôn một cái này. Cái này là thẻ bài Pokemon, cho cháu hai gói đi. Tiếp theo là tôi sẽ mua, đây tôi cho cháu một con quay đi, màu màu tím đi, lấy cái này màu tím cho đẹp các bạn nhá. Cho cháu hai cái gói súng này luôn. Đây là súng pháo diêm này. Ngày xưa ai từng chơi chưa nhỉ? Nhiều chưa? Đúng một bảng luôn. Cả đao kiếm này. Đó. Nhiều đồ chơi vãi trường. Đây các bạn nhá, hiện tại mới có từng đầy đồ thôi, từng đầy món thôi. Còn rất là nhiều món nữa nhưng mà tôi chưa tìm thấy. Ủa, cái này là cái gì ta? Cái này là cái thổi bong bóng. Ok, lấy luôn hai gói các bạn nhá. Rồi, tiếp theo. Cái này là cái gì đây chú nhỉ? Bộ bài. Cái này là cái gì ta? Cân bằng. Ok, cháu lấy luôn một gói. Đây, hình dáng các bạn này, hình xăm này. Rất nhiều hình xăm luôn. Đó. Đây, cho cháu một thanh kiếm này đi. Kiếm màu đỏ. Như đây là con chuột dính các bạn ạ. Ok, lấy luôn nhá. Lấy hai con chuột. Một chuột đen này. Một chuột trắng. Rồi, ok. Cái này hình như là xếp hình. Ngày xưa có cái thể loại xếp hình là siêu nhân gao các bạn ạ. Còn bây giờ toàn cái thể loại siêu nhân gì ấy, nhìn trông nó lạ lắm. À, đây cho lấy luôn cái này luôn. Cái này pháo Pokemon nổ các bạn nè. Và 5 quái hạt lở. Phía bên đây là đồ ăn vặt này. Bầu trời đồ ăn vặt luôn. Đó. Đây cho cháu hai cái này. Hai cái đấy mới cả hai cái xe máy ở dưới. Cho cháu hai cái cung đi, một cung đỏ một cung xanh luôn. Đây là một cái máy chơi game tuổi thơ nhá. Cho cháu luôn một cái máy chơi game tuổi thơ luôn. Thêm cho cháu thêm cả súng nước nữa. Nhiều chưa các bạn ơi? Yes sir. Một khẩu, đây là một khẩu lục các bạn nhá. Chị sò chưa nhá. Khẩu này hình như tôi review rồi này. À đây khẩu to, khẩu này tôi cũng review rồi này. Có khẩu to không chú? Không. Chắc là khẩu nhỏ thôi ạ. Cái khẩu này ở nhà chắc có hết rồi. Mấy khẩu này quá rồi nên không cần review các bạn nhá. Bán điện. Bây giờ ít đồ, ngày xưa nhiều đồ lắm. Bây giờ cảm thấy ít đồ. Trong đây là toàn đồ dùng học sinh thôi các bạn ạ. Còn đây là món ăn tuổi thơ nè. Dừa con mập này. Rồng ba đầu. Thôi lấy luôn cá mập các bạn nhá. Lấy cá mập mà... Thôi cá mập mình chơi nhỉ. Thôi lấy máy bay đi. Rồi. Ok các bạn nhá, bây giờ thanh toán nhá. Đây là tất cả cái số đồ chơi tôi mua của ngày hôm nay. Đó, các bạn thử đoán xem tổng cộng hết bao nhiêu tiền nhá. Tất cả độc là đồ chơi tuổi thơ các bạn nhá. Rất là nhiều luôn. Nhưng bây giờ còn ít đấy, nhớ ngày xưa còn nhiều lắm.
giờ ít rồi các bạn ạ. Ok các bạn ơi, đây nhá, đây chính là tất cả số đồ chơi mà tôi đã vừa mua ở cái cửa hàng tạp hóa ở cổng trường cấp 2 mà ngày xưa tôi đã từng học nhá. Đố các bạn biết đây bao nhiêu tiền đấy? Mới đầu dự kiến là mua 500 thôi, nhưng mà về sau nó thành gấp đôi các bạn ạ. Tổng hết cả đống này luôn, tất cả số đồ chơi các bạn đang nhìn thấy đây, đó chính là 973.000. Trời ơi, bỏ gần 1 triệu ra để mua đồ chơi cho các bạn xem. Vậy nên các bạn đừng tiếc một like, một share và một đăng ký kênh để ủng hộ cho Nguyễn Đông nhá. Ok, vì có rất là nhiều đồ chơi, vậy nên video hôm nay tôi sẽ chia làm hai phần các bạn nhá. Phần đầu tiên tôi sẽ review hết phần bên đây. Đây các bạn xem, đây chính là tầm khoảng 30 món đồ chơi loại nhỏ. Còn đây đó chính là 20 món đồ chơi loại to. Đấy, loại to sẽ để phần 2, còn loại nhỏ sẽ bây giờ review luôn nhá các bạn nhá. Ok, get go. Ok, món đồ đầu tiên đó chính là hình xăm tato. Đây các bạn nhá, 280. Đây, hình xăm tato. Có hình con rắn này, hình con rồng này. Cái này ngày xưa là thường thường là xăm ra giấy này, hoặc là chúng ta có thể để lên da. Không, chúng ta xăm, chơi thì chúng ta cắt ra, xăm hình nào thì cắt theo cái mẫu khuôn hình đấy, xong là để lên tay đây, xong là cạo, cạo để cho nó in vào tay hoặc là in ra giấy các bạn ạ. Đấy, đây một bảng này rất là nhiều hình xăm luôn, rất là nhiều luôn các bạn nhá. Ok, chiến cơ siêu hạng, đây rất là nhiều luôn nhá. Ngày xưa ai đã từng xem bộ phim hoạt hình này rồi nhỉ, chiến cơ siêu hạng. Nhưng mà cái loại này là loại đẻo, cái loại này là loại phải đùn 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 các bạn nhá, chứ nó không có cót. Ngày xưa mua cái loại có quát cơ chơi mới thích. Món tiếp theo đó chính là lò xo. Không biết tên gọi là cái gì, bạn nào mà biết tên gọi là gì thì hãy comment ở phía bên dưới nhá. Đây, cái lò xo này xem người ta chơi biểu diễn, người ta cứ lật bên này lật bên kia. Đấy, nhìn như này. Đấy, không nhưng mà tôi không biết chơi các bạn ạ. Nó dài cơ, cái này nó ngắn quá. Én. Hồi bé mua về chỉ chơi như này thôi, hoặc kéo giãn ra xong nghịch. Đó, ok. Slam. Đây có 4 hộp thì các bạn nhá. Màu vàng, màu đỏ, màu xanh non. À quên, màu đỏ, màu xanh non, màu vàng và màu hồng. Ok, món đồ chơi tiếp theo đó chính là cầu này. Đây, đây chính là cầu lông vịt nhá, cầu đá nhá. Ngày xưa thường thường chúng ta chơi xong ấy, xong là nó bị mất hay là bị gãy cái này gọi là lớp cầu, đúng rồi. Xong chúng ta cắt những cái lon bia, đúng rồi. Đấy, xong chúng ta gắn vào đây. Và đặc biệt nếu mà bị bay mất cái lá, bay mất cái lông cầu này thì sẽ dùng lông gà, lông vịt cắm vào. Món đồ chơi tuổi thơ tiếp theo đó chính là đồng hồ siêu nhân. Đây nha, nhá, mở lắp ra này. Đó, vẫn chỉ giờ nhá. Hiện tại bây giờ 5:14. Đèn pin mini. Đây, cũng tắt đây, gạt đây là sáng này. Đó, các bạn nhìn chưa. Hồi bé các bạn nào thường thường mua mấy cái loại đèn pin này về để chơi không? Đó, sáng chưa? Tắt đi này, bật lên này, đấy. Món tiếp theo đó chính là kèn. Cái kèn này nhá, chúng ta thổi cái này nó sẽ như này. Cái món này nó gọi là món gì ta? Cái này là con quay cân bằng. Đấy, tôi gọi thế nhá. Đây này. Đó. Ok chưa? Nhưng mà loại này là loại rẻ tiền thôi, có cái loại bằng kim loại cơ, đắt tiền hơn, quay lâu hơn với cả giữ thăng bằng tốt hơn. Nhưng mà loại này là loại bằng nhựa, nó rẻ. Đấy, tôi mua hai con này, một con màu vàng và một con màu xanh non. Có hai cánh luôn nhá, cánh trên đây này. Đấy. Ok chưa các bạn? Bây giờ rồi, lại nhá. Ôi, vướng rồi. 1 2. Đó. iPhone 11s. Hiện tại bây giờ là chỉ có iPhone 11 này. iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone 11 nhưng mà có put F fan. Úi xời, đẹp chưa các bạn? Ok chưa? Ống thổi bóng bay các bạn nhá. Xời. Các bạn để ý là đi chơi ấy là gặp mấy cái hàng quán mà người ta thường thổi bóng bay như này, để người ta uốn xong người ta tạo thành hình con nhân vật, con rồng, con phượng hay là con đại bàng gì đấy. Đấy. Chính là cái này này. Xem nào, mình thử uốn là hình gì ra nhỉ? Thấy chưa? Các bạn xem chưa? Đấy, uốn rất là dễ luôn nhá. Ống thổi bong bóng nhá.
Đó, các bạn nhìn chưa? Đấy, bong bóng ấy, những gói hạt nở. Cách chơi chúng ta chỉ cần ngâm với nước tầm khoảng vài ba tiếng là nó sẽ lở to ra ra nha các bạn nhá. Trò tiếp theo đó chính là đèn tia laser các bạn nhá. Hai đèn luôn nhá. Các bạn nhìn này, màu tím này, màu trắng này. Màu tím ngày xưa dùng để xoay tiền đấy, xoay tiền thật tiền giả. Màu trắng lại xoay đường nhá, nhưng mà không sáng lắm, không sáng bằng cái đèn này. Đấy, cái đèn này sáng này cơ mà. Đèn này tối hơn một tí. Đấy, đấy các bạn nhìn chưa? Các bạn nhìn tia laser chưa? Tôi xoay chưa? Này, đấy. Các bạn nhìn chưa? Đó. Ok chưa? Xịn xòa chưa? Khẩu này hình như là để bắn cái gì nhỉ? Hay là nó chỉ tạo ra tiếng kêu như này thôi các bạn nhỉ? Đấy. Bạn nào chơi rồi thì hãy comment ở phía bên dưới nhá. Không biết là nó bắn được hay là như nào đây? Một cây đàn. Cái này là sáo các bạn nhá. Kèn kèn. Đó, món đồ chơi tiếp theo đó chính là con chuột. Nó dẻo, nó kiểu nó bằng silicone, nó dẻo. Úi xời, úi xời, úi xời. Súng này là súng bắn dính tường các bạn nhá. Đấy, ok chưa? Đó, dính luôn. Kẹo pháo Pokemon. Trò này là chơi rất đơn giản luôn. Bạn nào xem video của tôi là tôi đã từng chơi rất là nhiều rồi. Trò chơi tiếp theo đó chính là mô tô đua. Đây, đây chính là hai con xe mô tô đua. Cái này là bánh đà nhá. Đấy, bánh đà rất là khỏe luôn. Chơi thì chúng ta cứ đùn lên như này. Úi xời, rất là khỏe luôn các bạn nhá, rất là nhanh luôn, chạy rất là nhanh. Đây này, món đồ chơi tiếp theo đó chính là cung tên. Đây, cách chơi thì chúng ta bắn như bình thường thôi. Đây là cung tên tình yêu nhá. Đó, úi trời ơi, xin xò chưa. Đó, bắn nè. Đây nhá, tôi sẽ đặt bia, cái tấm bia đây nhá, dựng lên nè. Nó đổ. Đây, bắn nào. Ui giời, bắn nhá. Ui giời, đẳng cấp luôn. Ý thiên đồ long ký. Đây chính là một đồ long đao nhá. Vừa là một đồ long đao, nó vừa có thể bắn đạn được các bạn nhá. Mở lắp này ra. Đây chính là viên đạn của nó. Nó giống hình chiếc đĩa. Để vào đây. Đóng lại. Đây là cái nút gạt mạnh lên. Ấn mạnh lên là nó sẽ bắn ra ở khe này. Đấy, bắn nha. Đó, xịn xò chưa các bạn? Ok chưa? Bắn nha. Úi xời, úi xời, úi xời, úi xời. Bắn rất là mạnh luôn. Úi xời. Bộ bài thẻ Pokemon. Xem nào, xem bên trong nó có cái gì nhá. Đây, đây chính là thẻ bài Pokemon nhá. Bạn nào xem video này rồi thì các bạn sẽ biết nhá. Hình dán sticker này, icon mặt cười này, lè lưỡi này, buồn khóc này, hình trái tim này, rất là nhiều luôn nhá. Và một cái nữa đó chính là hình dán là lắp ghép, dán thay quần áo cho một cái công chúa ở đây. Cái này cho bạn nữ chơi thôi, nhưng mà tôi cứ mua về cho các bạn xem. Có bạn nam nào ngày xưa đã từng chơi cái món này chưa? Tôi, điểm danh đầu tiên. Ngày xưa chơi ké thôi. Dán mấy cái này ra tờ giấy, xong là xé mấy cái quần áo như này, xong dính đè lên. Kiểu là chúng ta trang trí, chúng ta mặc quần áo cho nó đấy. Đấy, bạn nào chơi rồi thì các bạn sẽ biết nhá. Một món đồ chơi nữa liên quan tới các bạn gái. Đó chính là đây, bộ móng tay. Trời ơi, ngày xưa tôi đã từng chơi cái kiểu này rồi. Mua móng tay về, móng tay giả các bạn nhá, xong bôi keo vào đây, xong dính lên, trông kinh lãi trưởng ra. Sao bây giờ nghĩ lại kinh khủng thế nhờ. Bây giờ chúng ta thử ôn lại nhá. Úi giời. Ok các bạn ơi, vậy là tôi đã có một bộ móng tay rất là tuyệt vời, rất là quyến rũ các bạn nhá. Các bạn nhìn chưa?
Xịn xò chưa? Chậu. Rất là đẹp luôn. Đấy, trời ơi. Mô hình súng nhá. Ô, như này á. Chả giống tẹo nào. Rõ ràng cái báng súng nó kiểu như này, vào đây nó thành như này. 1 2 3. Ui giời. 1 2 3. Ui trời ơi. Mạnh phết nhờ. Ui giời, sao cái này cứng thế? Ui, cái này cứng thế. Phải, cái này cứng thế nhờ. Ok các bạn nhá. Vậy là từ bữa đến giờ tôi đã review cho các bạn rất là nhiều những cái món đồ chơi. Nhưng mà tôi thích nhất là mấy cái đồ chơi như thế này này. Ví dụ như là cái này. Đó. Hoặc là cung tên. Thổi bóng bay. Hay là thanh kiếm như thế này. Đấy. Còn lại, ghét nhất là, bực nhất là cái bộ lắp ghép hình siêu nhân như thế này. Tốn tiền. Ok, mời các bạn đón xem phần 2 các bạn nhá. Bye bye các bạn. I'm rich.